Baby Bus. Hãy ấn vào theo dõi. Hả? Chú ơi, sắp có người nổi tiếng đến đây ạ? Cậu bé, hắn ta là một tên trộm. Hắn ta gây án quanh đây một thời gian rồi. Hắn là người xấu. Cháu sẽ báo cho chú nếu cháu nhìn thấy hắn nhé. Này nhóc, nếu các cháu bắt gặp kẻ xấu, hãy gọi ngay cho cảnh sát. Xe của ai vậy? Hắn ta đeo khẩu trang. Ôi không, tên trộm đang đột nhập vào nhà của Rudolph. Này nhóc, nếu các cháu bắt gặp kẻ xấu, hãy gọi ngay cho cảnh sát. Chú cảnh sát, cháu thấy tên trộm đột nhập vào nhà Rudolph. Gì cơ? Chú sẽ tới đó trong 5 phút. Mình không thể để hắn thoát trước khi cảnh sát tới nơi. À, mình có ý này. Kẹo cao su. Mình sẽ dính hắn vào đây. Như vậy hắn sẽ không thể chạy được. Hắn đi ra ngoài. Bước lên nào. Bước lên nào. Không, hắn lại dẫm sang bên cạnh rồi. Yeah, bắt được rồi. Giờ hắn không thể chạy thoát được nữa. Ô không, tại sao? Tại sao lại như vậy? Để mình dẫm thử xem. Mình bị dính rồi. Đau quá. Không được rồi, mình phải tìm ra một cách khác. À, mình có ý này. Dầu ăn. Ngã nào, ngã nào. Cái gì đây? Sao lại có dầu ăn ở trên đường? Thật là thú vị. Thôi, mình phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Hắn sẽ lấy hết mọi thứ trong nhà Rudolph mất. Hạt tiêu đen. Nếu hít phải thứ này, hắn sẽ không thể ngừng hắt xì và còn chảy nước mắt nữa. Như vậy hắn không thể trộm đồ được nữa. Thật là khó chịu khi bị cảm lạnh. Mùi gì thế nhỉ? Có phải hạt tiêu không? Hay quá, mũi của mình được thông rồi. Quá tuyệt. Chỉ còn một chiếc bàn nữa thôi. Ôi không, tại sao cảnh sát vẫn chưa tới nhỉ? Chú ơi, chú khẩn trương lên. Nếu chú đến muộn, tên trộm sẽ chạy thoát mất đấy. Chú sẽ đến ngay. Cháu sẽ cầm chân hắn ở trong nhà. Chú phải tới đây nhanh nhất có thể nhé. Đã rõ, hãy cẩn thận. Mình sẽ không thể để hắn rời khỏi căn nhà. Á? Khóa. Giờ thì không thể thoát được nữa nhé. Ôi không. Cánh cửa để làm sao thế nhỉ? Lúc nãy còn tốt cơ mà. Dù sao rồi cũng xong rồi. Cảnh sát à?
Đừng lo, chú sẽ xử lý tên trộm. Trộm? Hả? Hắn sẽ không thoát được đâu. Chờ đã, sao cháu lại ở đây? Cháu có phải tên trộm không? Ô, chú ơi, chú nhầm rồi, cháu không phải là kẻ trộm, là hắn kia kìa. Hen, sao lại là cậu? Tất nhiên là tớ rồi. Hen, có chuyện gì vậy, thưa ngài cảnh sát? Tôi được báo rằng có một tên trộm đang đột nhập nhà của cậu. Không phải là cháu, không phải là cháu mà là Hen. Trộm ư? Không, tôi đang chuyển nhà và tôi nhờ Hen tới giúp vì cậu ấy rất khỏe. Cháu hiểu ra rồi. Cháu cứ tưởng là có tên trộm đã đột nhập vào nhà chú. Cái gì? Cậu nghĩ tớ là tên trộm á? Có phải cậu đã dính cọng cao su, dầu ăn và tiêu đen lên trên đường không? Tớ xin lỗi. Thật ra mà nói, cậu giúp tớ vận chuyển mọi thứ nhanh hơn. Tớ nên cảm ơn cậu mới đúng. Vậy có nghĩa là cháu cũng có thể giúp đỡ mọi người đấy không?